Tuyển Việt Nam ghi điểm trước tuyển Trung Quốc trong trận giao hữu. Trận đấu tiếp theo của tuyển Trung Quốc sẽ là cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân nhà trong khuôn khổ giao hữu chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup dự kiến trong tháng 10 tới. Ở hai trận gần nhất, tuyển Trung Quốc gây thất vọng khi để Malaysia cầm hòa sau đó thua Chile. Ngược lại, tuyển Việt Nam lại liên tục giành chiến thắng trước sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Xie. Trang Sohu vừa có bài bình luận ca ngợi tuyển Việt Nam đồng thời bày tỏ mối lo ngại cho đội nhà. Tờ báo này đặt tiêu đề 2-0, chuỗi chiến thắng của tuyển Việt Nam là không thể ngăn cản, vượt qua đối thủ lớn của tuyển Trung Quốc và sẵn sàng tham dự vòng loại World Cup. Tờ báo Trung Quốc cho rằng tuyển Việt Nam có cơ hội không nhỏ để giữ World Cup 2026 khi giải đấu này tăng số đội lên 48. World Cup 2026 sẽ mở rộng số đội lên 48, đồng thời số vé cho các đội châu Á sẽ tăng lên đáng kể, thành 8,5 suất. Trong bối cảnh đó, tuyển Việt Nam tại Đông Nam Á cũng khát khao giành được suất dự vòng chung kết. Trong quá khứ, tuyển Việt Nam không phải là một đội mạnh ở châu Á. Nếu gặp tuyển Việt Nam, người hâm mộ Trung Quốc chỉ chờ xem đội nhà ghi được bao nhiêu bàn thắng. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam đã vươn lên cực kỳ mạnh mẽ. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Việt Nam thắng Trung Quốc, cầm hòa được Nhật Bản, tạo nên những cột mốc kỳ tích. Truyền thông Trung Quốc ấn tượng với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Tờ báo Trung Quốc tiếp tục khen ngợi phong độ không thể ngăn cản của tuyển Việt Nam và lo sợ đội nhà sẽ thua trước thầy trò huấn luyện viên Chu Xie ở trận giao hữu tại Trung Quốc trong tháng 11 tới. Tuyển Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng trước trận đấu gặp tuyển Trung Quốc. Nhằm hướng tới vòng loại thứ 2 World Cup 2026, tuyển Việt Nam đã bố trí trại huấn luyện và vừa trải qua trận đấu gặp Palestine. Tuyển Việt Nam đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân nhà và giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục 2-0. Sau trận đấu này, tuyển Việt Nam đã giành toàn thắng ở cả 3 trận dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Xie. Rõ ràng, chuỗi trận này thể hiện phong độ rất ấn tượng và tuyển Việt Nam cho thấy họ đủ khả năng cạnh tranh với các đội mạnh ở châu Á. Trước đó, tuyển Việt Nam cũng biến Syria thành nạn nhân. Nên nhớ, tuyển Trung Quốc do Gao Humbo, Nippy hay Jankovic dẫn dắt đều thua Syria. Không lâu nữa, tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ tuyển Trung Quốc khi hai đội chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Người ta sẽ chờ đợi để xem tuyển Trung Quốc sẽ thi đấu ra sao, và liệu tuyển Việt Nam có lại nối dài mạch thắng hay không. Sẽ rất thú vị để chờ đợi. Huấn luyện viên Jankovic đang gặp nhiều áp lực trước trận giao hữu với tuyển Việt Nam. Trang 163 lại có bài viết với tiêu đề, tuyển Trung Quốc có thể dùng Hoàng Di Trang và nhiều cầu thủ trẻ thi đấu với tuyển Việt Nam, nhưng toàn đội cần cải thiện thể lực. Bài viết này cho rằng tuyển Trung Quốc có những hạn chế trước trận đấu gặp tuyển Việt Nam. Thực tế là ở những trận gần nhất, tuyển Trung Quốc ít nhiều cải thiện về mặt chiến thuật trong hai trận giao hữu vào tháng 9. Tuy nhiên, việc để Malaysia cầm hòa rồi thua Chile là kết quả rất tệ của tuyển Trung Quốc. Rõ ràng toàn đội cần tăng cường sức mạnh nếu muốn thi đấu ở vòng loại World Cup. Để chuẩn bị cho giải đấu này, tuyển Trung Quốc sẽ đá hai trận giao hữu trong tháng 10, gồm trận gặp tuyển Việt Nam đội mạnh nhất tại Đông Nam Á. Rõ ràng, họ mạnh hơn Malaysia rất nhiều và cũng mạnh hơn Thái Lan. Liệu đội tuyển Trung Quốc do huấn luyện viên Jankovic dẫn dắt sẽ đối mặt với thử thách lớn từ tuyển Việt Nam?